Xin chào các bạn nhé, thưa các bạn, cùng với việc chia sẻ các cái nguồn cơ sở dữ liệu nhạc là cái bộ combo 10 đĩa nhạc trữ tình rất là hay, Khang Audio muốn mời các bạn trải nghiệm với một cái đĩa của Nhã Thanh, Chuyện Tình Yêu, album Vol 1, với một cái bài đầu tiên là bài Đừng Xa Em Đêm Nay của Đức Huy, được phát và test thử trên cái hệ thống T158 mà Khang Audio đang thực hiện trước màn hình các bạn. Xin mời các bạn nghe nhé. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.